Ơlangbol mơ gấp yô, sân đăn mắt hè, ta đà rai, ai bớ bà vần bớ chậm khả chữ ta năng mơ đạ quyền. Ghế chân hào đất anh, phê là rai. Đô là bà xã, tâm quân hòa đức trọng, Char Lâm Đồng, ghế tâm bồ tâm bạc lách, lỡ coi hữu cơ, bớ làng bồ còn trao chư tâm, lỡ. Nàng gây ghế mở tách tía trạ tường, a lá coi dòng phê bồ bạc cá. Mơ gây lỡ đủ bá niềm có. Mơ sân đăn mắt hề, ta đà rai, hớt là bà ta cấp cơn. Là bà ta cơn cơ bó, lào bèn hiền hiệu bình há, tầm bạc lách lỡ gớt. Chạy nguồn lá cà còi rơ mít tầm làng xe mà bó. Tu đó, tên trẻ làng bồ mơ gấp yô, xin bà chân nào chí bè tên ớt đó, nàng gít lo giờ. Rịp đó mơ chớ cao, chào làng bồ tầm làng xe mà bó sơ bách sơ băng tổ ế xôi cao đồng xuân. Tầm làng xe ở gàm kế chào làng bồ tổ ế xôi mơ ti về lại tầng ngày tay. Tầm cơ luôn tầm hớ là né ghế à lá máy tuệ sỏi bề tò. Chào chú sơ bách sơ băng bà tiền còi ri tầm hiu. Dù bà ta kýs rấp gú, chè nguồn bà ta tầm gần đang bọn ra bá mà bó. Nàng có tuổi ghế bà ta tầm gần tò, hớ là bớ ghế ấn ý lớ xa. Cái niềm tin đầu tiên là, đó là cái sự liên kết giữa công ty với hộ nông dân. Bớ chơm là bà ghé bà ta tầm clách mơ ní tường gồ hẹt mơ chào làng bồn. Bồn khay bà ghé niềm tía ruốt phần. Bà ta bần đáp bồn nàng chào làng bồn in lỡ. Lại từ ngày chào làng bồn lỡ ít ghen chào ruốt bậc lần giá. Ấn ý lỡ coi hữu cơ ghé lỡ gớt ấn ý tầm bậc lách mơ chào làng bồn lỡ coi tầm bà xã đạ quyên mơ tà năng tầm cân hòa đức trọng. Lào bèn hiên hiệu bình há chào chát mờ gùng, pram lỡ ít, mờ chọi ít, hớ là chọi gít ít, lỡ ít, đủ bá chớ nũs, lỡ chào tầm ít, xin cả ít, công cụ nọt ít, đủ nũs bà tầm bà ta, bróa lỡ xa bà bà, đủ nũs bà chào đông cả, ghé bà ta tầm bà đủ nũs bà công mờ ghé ai. Tầm bà ta lỡ coi bèn hiên hiệu bình há, lỡ bà đủ trong coi bộ bà cá tía tầm, xí rình bà. Lớ chất ả láp ná xin gàr, bật căn cọp đầm bàl, mờ ở ngùi hóa chất. Nói chung thấy bà con mình có thu hoạch đồ, thì nói chung bị thương lái ép rồi. Đất bàl gó chào làng bồn, tổ ếch, ghen chào ruột bậc lần giá. Ghen trùng tầm cùng ở hoàn kế rớ, giá ghen cưa cùng ở rình. Tại bề hớ, gơ huệt mờ bà ta hỏi giá chào làng bồn. Dù đỡ té tầm bậc lách lỡ còi hữu cơ. Blang sre lỡ còi hữu cơ mơ khả ụ là per hiang lộ bơn tùm bróa lỡ còi hữu cơ tà năng. Đi gùl té cơ mơ nầm mơ đâm dân tà nào đạ ca gian. Mơ á lá bà ta buồn bớ bộ ụ phù sa té bì bà nầm mơ bộ đạ tó. Né lỡ cơ bà ta buồn chào làng bò in lỡ còi hữu cơ. Mơ ghé á lá tính ưu việt mơ bà ta bróa bớ còi phê bò còn chào chú. À là ní chào lỡ bróa tầm chà cùng né chôl pran đông cờ lỡ gớt sân đàn mắt hẳn. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình hiệu quả và sẽ mang lại nhiều giá trị cho rất chè nguồn rỡ bà ta màng bớ chào làng vô tầm tò mơ cung ơn trở chích hạ phần ghé rít chàn in mơ cung ghé oá phần bà nà. Tần cú ghé khả phần bớ còi bà hì cùng né tầm quách mơ á lạ ní hình tay nàng tông cờ lỡ gớt sân đàn mắt còi hữu cơ tản năng mà bó đất bần nhiều bà hì né tông cờ líp lỡ gớt sân đàn mắt á lạ khả phần niềm đồng chí sân đàn khả phần mắt rồi tông cờ á lạ khả phần nàng bà hề lỡ gớt bồn khả phần mắt màng tần cú ghé chôn tầm. Bớ bèn hiên lộ lỡ coi bớ chờm bộ chào lỡ coi hữu cơ tả năng mà bó gầm ghé bà ta cấp cơn bớ lên nàng ủ xí coi lao trô bô lộ tầm tú tầng ngày rấp tú tầm quách bà lỡ coi hữu cơ tần mơ bờ á lá bà ta bróa cá bro phần tía chào in lọt tú chọc rò quăng tua phượt lọt cân hờ trekking gu niêm ngăn tầm lạc gạt Việt Nam tả năng phan dũng rồi gây gó bà ta cơ lùi xin hình. Pana lỡ niềm đò, né lỡ gớt chân đoạ pran ala pana, mơ pata pa tầm rúa lỡ xa chào còn chào.